bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Mark Zuckerberg dù sợ trước viễn cảnh Mỹ cấm TikTok. Là đối thủ trên thị trường mạng xã hội, ai cũng cho rằng Mỹ cấm vận TikTok sẽ mang lại lợi thế cho Facebook. Tuy nhiên, có vẻ như CEO của Facebook, Mark Zuckerberg lại đang có những suy nghĩ khác. Theo BuzzFeed, phát biểu tại cuộc họp với toàn bộ nhân viên, Mark Zuckerberg cho rằng cấm vận TikTok tại Mỹ sẽ tạo ra một tiền lệ thực sự tồi tệ về lâu dài. Trong cuộc họp, CEO Facebook nhận được câu hỏi về cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Microsoft và ByteDance, công ty sở hữu TikTok. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm mọi giao dịch giữa cá nhân, tổ chức Mỹ với chủ sở hữu của TikTok và WeChat sau 45 ngày nữa. Nhân viên Facebook muốn biết ông chủ của họ có hứng thú với việc mua lại TikTok hay không. Đáp lại thì Zuckerberg nói không bao giờ bình luận về chiến lược thâu tóm trong các cuộc họp công khai, nhưng bày tỏ quan điểm cá nhân về tình cảnh bất thường của TikTok. CEO của Facebook nói rằng, tôi chỉ cho rằng nó là tiền lệ thực sự tồi tệ về lâu dài, cần được xử lý một cách thận trọng và nghiêm túc nhất bất kể bằng giải pháp gì. Tôi thực sự lo ngại, nó có thể mang đến hậu quả tại các quốc gia khác trên toàn thế giới. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa ByteDance và Microsoft hay một công ty nào khác phải khép lại trước ngày 15 tháng 9 2020 theo lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump. Mark Zuckerberg bóng gió về khả năng một sản phẩm của Facebook có thể trở thành mục tiêu của một quốc gia khác trong tương lai. Dù vậy thì ông cũng tỏ ra đồng cảm với lo ngại an ninh quốc gia của chính quyền Mỹ. Bình luận được ông chủ Facebook đưa ra sau khi mạng xã hội này từ bỏ hy vọng chen chân vào Trung Quốc, thị trường đông dân nhất thế giới. Dù đã dành ra nhiều năm để lấy lòng chủ tịch Tập Cận Bình và chính phủ Trung Quốc để được phép hoạt động bên trong tường lửa, tuy nhiên cho đến nay các nỗ lực của Zuckerberg đều bất thành. Xét về yếu tố cạnh tranh, Zuckerberg cho rằng lệnh cấm TikTok chỉ mang đến lợi ích vừa phải cho công ty. Hôm ngày 6 tháng 8 năm 2020, Instagram ra mắt Reels, sản phẩm có tính năng nhái TikTok tại Mỹ và hơn 50 quốc gia khác. Zuckerberg chia sẻ rằng, nhiều người ngoài kia nói rằng điều này sẽ giúp cho Facebook. Đúng, họ là một đối thủ. Năm nay, tháng này, tháng sau, có thể tương tác người dùng của chúng ta sẽ tăng lên. Có thể nó sẽ khiến cho Reels dễ thở hơn một chút. Xong, các bạn không điều hành một công ty chỉ trong tháng tới hay quý tới. Có vẻ như là ý kiến của Zuckerberg đã mâu thuẫn với phát ngôn trong quá khứ về TikTok. Tháng 7, 2019, trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, một đại diện Facebook cho biết TikTok là một trong các đối thủ chính của mình. Tại thời điểm đó, Matt Parole, giám đốc phát triển chính sách toàn cầu của Facebook, nói rằng họ không chỉ vấp phải cạnh tranh tại Mỹ mà còn nhiều đối thủ ở khắp nơi, đáng chú ý nhất là Trung Quốc, bao gồm cả các công ty như WeChat và TikTok. Trong phiên điều trần trước tiểu ban chống độc quyền, thì Zuckerberg chỉ ra rằng TikTok là lý do vì sao Facebook không phải thế lực độc quyền về mạng xã hội. Trích bài phát biểu mở màn của CEO Facebook, dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất ở Mỹ là iMessage, ứng dụng phát triển nhanh nhất là TikTok, ứng dụng video được ưa chuộng nhất là YouTube, nền tảng quảng cáo phát triển nhanh nhất là Amazon, nền tảng quảng cáo lớn nhất là Google. Từ khi TikTok gia nhập thị trường Mỹ, nó đã nhanh chóng đánh bại các ứng dụng khác, chẳng hạn như Instagram của Facebook trong việc thu hút đối tượng người dùng trẻ. Vì vậy, Facebook cũng nỗ lực cho ra đời các tính năng mà TikTok không thành công. Instagram Reels là cố gắng mới nhất của Facebook nhằm tranh thủ thời cơ đối thủ đang gặp khó khăn tại nhiều quốc gia. Dù làm theo Austin News, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.